Trong một lần nghỉ hè về quê thì lúc phụ gia đình, mình đã nảy ra một ý tưởng khởi nghiệp mới, đó chính là nón làm từ sơ dừa. Sự độc đáo của sản phẩm đến không chỉ là chất liệu và tiếp theo đó ta có thể thấy kiểu dáng, mẫu mã. Thị hiếu của khách hàng đa phần á, là họ thích những cái màu vàng rơm hoặc là màu nâu của sơ dừa. Bộ phận phát triển sản phẩm của mình thì đã nghiên cứu ra một sản phẩm mới cũng từ nguyên liệu sơ dừa nhưng trẻ trung hơn. Độc đáo hơn, đó là chiếc túi trống đi du lịch, vừa phục vụ thời trang vừa phục vụ lưu niệm, và khi không cần thiết muốn tiết kiệm không gian, chúng ta chỉ cần gặp lại và kéo con rết lại. Sản phẩm là đa phần là sẽ dùng màu từ thiên nhiên hoặc là những cái màu được nhuộm là những màu nhuộm vải công nghiệp, nên đảm bảo cái sự an toàn, chống thấm và không bay màu. Đây là đặc tính độc đáo của sản phẩm. Ép bằng hỗn hợp keo chống thấm thì hỗn hợp keo này nó sẽ áo lên màu, màu nó sẽ áo lên sơ dừa, và từ đó keo nó bao trọn sơ dừa. Tại địa phương mình thì sản phẩm được nhân rộng ra các hộ gia đình, thì mỗi hộ sẽ tranh thủ sau giờ nông nhàn sẽ tận dụng cái thời gian đó để gia công sản phẩm, sẽ ở mỗi công đoạn, ví dụ như là tạo phôi, xử lý keo sơ dừa, xử lý màu và định hình sản phẩm. Và ở tại gia đình mình sẽ là công đoạn cuối, đó là tạo hình sản phẩm và trang trí sản phẩm. Thì trang trí sản phẩm như quý vị có thể thấy thì sẽ có loại nón là chỉ là dây theo xu hướng là rừng núi thì chỉ là dây, có loại nón theo xu hướng của Bến Tre là sử dụng nút gáo dừa, có loại nón theo xu hướng biển thì cẩn ốc lên, và một số loại đặc biệt mình bán phân khúc theo đơn đặt hàng của khách hàng. Thời gian đầu bọn tổ phát triển sản phẩm và tổ sale của bọn mình gửi những cái thư ngõ cho đến những cái quốc gia khó tính như là Mỹ, Nhật, Hàn, ở Úc và ở Đức, thì may mắn là họ đã chấp nhận mỗi tháng năng lực sản xuất có thể là tối đa hóa cỡ khoảng 14 đến 15 nghìn sản phẩm. Thì thời gian đầu gặp phải một điều, tức là họ chưa biết sản phẩm và họ còn lo ngại về chất liệu để làm sản phẩm. Thì sau khi mình đã chứng minh và họ dùng thử thì họ đã tin tưởng vào sự an toàn.